Xin chào Lê Hành, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Đỗ Thị Lương, sinh năm 1970. Mình hiện tại đang sống ở Hà Nội. Hôm nay rất vui được tham gia chương trình Kết nối yêu thương, cuộc sống Mỹ của Lê Hành. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào. Yeah. Rồi, em chào chị ha. Rồi, chào em, chào Lê Hành. Yeah. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Chị à, xin chào Liên Hình, xin chào mọi người cộng đồng mạng trên trong nước và ngoài nước. Chị à, tên là Đỗ Thị Lương, sinh 4 tháng 7 1970, hiện nay chị đang sống ở Hà Nội. Chị rất vui hôm nay được tham gia chương trình Kết nối yêu thương. Chị hiện tại đang làm công việc gì? Chị à, hiện tại chị à, kinh doanh tự do, buôn bán tự do. Yeah. Tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào chị? Hôn nhân thì chị với ông xã là ly hôn. Nói chung là trong cái cuộc sống vợ chồng mình cũng cố gắng chịu đựng để coi là xem có hàn gắn được không. Hi, I'm attorney Armando Pius. My wife, Christine Lone Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pius, Pius and Pius. Trustworthy, knowledgeable, caring. Lý do gì sao hai vợ chồng chia tay nhau? Là không có tiếng nói chung. Chị có được mấy người con? Chị có hai người con, một cháu trai và một cháu gái, nhưng mà các cháu đi xây dựng gia đình hết rồi. Yeah. Bây giờ chị đang sống một mình. Rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của chị thì chị rất là vui vẻ và hoạt bát, hòa đồng với lại trong cuộc sống, thích vui vẻ ca hát. Thích vui vẻ ca hát. Rồi còn khuyết điểm của mình là gì chị? Khuyết điểm thì chị cũng hơi nóng tính một chút. Nhưng đến cái tầm tuổi này rồi thì bây giờ là mình cũng bỏ được rồi. Yeah. Bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Chị muốn tìm người gọi là lớn tuổi hơn chị, biết yêu thương, biết hiểu nhau, để coi là về cùng với nhau để coi là chăm lo cái tuổi quãng đời còn lại của chị thì nó đơn giản lắm. Yeah. Chị rồi thí dụ anh đó lớn hơn tuổi hơn chị thì lớn hơn chị bao nhiêu tuổi thì ok? Nếu hơn chị khoảng cứ tầm 2 đến 3 tuổi 5 tuổi thì đấy, hơn nữa cũng được, nói chung là không ít tuổi hơn. Dạ. Yeah. Thí dụ anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Cái chuyện đấy là cũng bình thường thôi em ạ, bởi vì là đàn ông thì người ta hút thuốc uống rượu, nhưng miễn làm sao mà người ta uống rượu, người ta đừng nát rượu là được. Còn vui vẻ thì nói chung mà đi gặp gỡ bạn bè thì vẫn cứ phải uống một chút, không sao cả. Yeah. Rồi các con của chị như thế nào, có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không? Riêng con gái thì lúc nào cũng động viên mẹ, mẹ nên tìm một người để gọi là vui cái tuổi già, thì các con là có riêng cuộc sống riêng của các con hết rồi. Yeah. Rồi chiều cao của chị là bao nhiêu chị? Chiều cao của chị là 1m50. Yeah. Rồi ngoài sở thích ca hát ra, chị còn sở thích nào khác nữa không? Chúng là chị thì con người nó rất là năng động. Đấy, mà những lúc mà không rảnh rỗi hay mệt mỏi quá thì cũng có khả năng là đi ra quán cà phê ngồi, chỉ có cà phê một mình.
cứ cà phê một mình như thế đâu, buổi sáng hay ra mà ví dụ là đi chợ thì muốn về xong cái để mệt mỏi là rẽ vào đâu vào cái quán cà phê nào đấy là ngồi, có khả năng là ngồi 1 tiếng 2 tiếng cứ một mình như thế đâu. Gia đình của chị có được mấy anh chị em? Gia đình nhà chị thì có 6 anh chị em nhưng chị là út. Yeah. Rồi gia đình chị có ai ở nước ngoài không? Có ai ủng hộ chị không á? Gia đình của chị có ai ở nước ngoài không? À không, gia đình nhà chị không. Toàn người ở Việt Nam hết. Rồi chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Chị cũng vô tình mà chị vào chị lướt Facebook ấy. Sau này chị vào cái kênh của em thì chị cứ xem. Cứ hàng ngày chị cứ xem xong chị thấy nó có hay và có ý nghĩa quá là chị mới bấm theo dõi kênh của em. Chứ cứ lúc nào rảnh rỗi hàng đêm đến mà không ngủ được là chị có cái kênh của em là chị cứ lướt thì chị xem suốt. chị có coi ở bên YouTube không? Có, nói chung là chị bây giờ em vào cái tuổi này rồi rảnh rỗi là cứ suốt ngày lướt Facebook rồi xem hết kênh nọ kênh kia. Hồi đó giờ chị có bao giờ đi ra nước ngoài du lịch không? Tầm chị chị thích một anh làm quen với chị á là trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Chị là con người năng động và hoạt bát nên chị thích nói chung mãi như đấy cũng vậy, hoạt bát một chút. Gọi là hiểu nhau em ạ. Bây giờ tuổi già rồi, hiểu nhau là được, thông cảm cho nhau là được. Chị có thể bật mí cho chương trình cho mọi người biết một chút xíu chị kinh doanh tự do là kinh doanh mặt hàng gì không? Thì nói chung là cũng nhiều nghề lắm em ạ. Kinh doanh tự do thì chị ai muốn chẳng hạn như ai có nhu cầu lấy các cái mặt hàng ấy thì người ta gọi điện cho chị thì là chị bắt đầu đến những cái mối hàng chị lấy không, chị ship đấy, chị trở đến cho người ta là chẳng hạn như là hay là môi giới về đất khác. Chị là thuộc cái dạng là đa năng. Một người phụ nữ hoạt bát, chứ mà lấy chồng thì không được nhờ vả cái gì cả, thế nên là cứ một mình là gồng gánh hết, gồng gánh nuôi con ha. Rồi ông xã trước của chị làm công việc gì? Ông xã chị cũng nghề tự do. Với công việc hiện tại của chị á, chị ok chưa? Trong tương lai nếu có cơ hội có muốn thay đổi công việc không? Chung là công việc của chị thì ổn em ạ. Sau khi chia tay với ông xã chị rồi á, có anh nào để ý chị? Chị có để ý anh nào không? Chị chưa. Chị nói chung là cũng có người để ý đến chị, nhưng mà nói chung là mình cũng đang bị một cái cú sốc với anh, nhưng mà chưa nghĩ tới. Trong cái thời gian này các con cũng đi ở riêng hết, có mỗi một mình thì cũng nghĩ đến là không tìm một người bạn trăm năm coi là tưởng già như vậy. Chị muốn anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? 1m6 trở lên được. Dạ. Rồi nếu mà có người yêu, chị có muốn người yêu của chị có tính lãng mạn không? Có gì em? Lãng mạn đó chị. Lãng mạn, quan tâm, yêu chiều á. Quan tâm á. Dạ. Người phụ nữ thì ai cũng thích được quan tâm và chiều chuộng. Nhưng mà cả hai phải đều chiều chuộng và quan tâm nhau. Dạ. Rồi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình á, chị nghĩ rằng một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Chị mong muốn là
người đàn ông là đừng có nói trưởng để hiểu nhau. Thế là được thôi em ạ. Đừng gia trưởng hiểu nhau ha. Rồi cha mẹ của chị còn đầy đủ không? Bố mẹ chị mất hết rồi. Dạ. Chỉ còn có anh các chị thôi. Dạ. Hồi nãy là hiện tại là chị sống có một mình thôi, phải không? Ừ. Chị sống một mình. Nếu như một anh mà muốn làm quen với chị, anh ấy chị nghĩ sao nếu mà anh ấy muốn về nhà, về chỗ chị sinh sống với chị? Cũng được. Dạ. Được mà. Nếu chị... thế thì lại tốt quá. Rồi chị có sẵn cơ ngơi hết rồi phải không? Ừ, đúng rồi. Là các con bây giờ giờ ở riêng rồi, có một mình chị là vương quốc. Chị là công việc của chị có chiếm nhiều thời gian không? Một ngày là chị mất bao nhiêu thời gian cho công việc của mình? Công việc của chị thì cũng nói chung là cũng không không phải chiếm nhiều thời gian lắm. Cũng có khi là cũng đi chơi lòng vòng suốt, thế nhưng mà có người gọi hàng cái thì lại lên đường. Là chị đi giao luôn hả, hay người khác giao cho chị? Chị có nhân viên? Chị đi luôn. Wow, chị đi lấy hàng rồi chị đi giao. Chị vẫn đi xe khỏe lắm. Chị lái xe Honda hay là xe lái xe du lịch? Không, xe Honda, xe trên máy thôi. Ồ, vậy đó hả? Ừ. Rồi bây giờ đó, chị nói là chị thích ca hát, chắc chị hát rất là hay hả? Rồi chưa hát cũng được. Thường là chị hát những loại nhạc gì? Chị hay hát nhạc đỏ, nhạc vàng. Dạ. Có hát nhạc bolero không? Bolero đấy. Vì ngày xưa lúc còn là học sinh thì là cây văn nghệ của trường. Ờ, cho nên nó thích hát ha. Chị có ngại hát đoạn không? Nhạc bolero không? Có. Rồi chị hát anh nghe đoạn đi ha, hát tặng cả nhà anh đoạn đi. Dạ, không có không không có nhạc nhá, thì khó lắm. Chị bảo là hôm nào để giao lưu kênh của em thì chị còn mua một cái bộ hát đấy, hát để gọi là lên Facebook đấy. Chị mua một bộ đấy mà đầu tư một bộ đấy để hát để đưa lên Facebook. Rồi chị có đưa chưa? Cũng có rồi. Có được kết quả ok không? Tốt không? Có cái là kiểu cái tuổi của chị là mình cũng chỉ gọi là quay bình thường thôi ấy. Mình cũng không biết các cái kỹ xảo ấy. Đam mê ha, gì đam mê ha. Ừ, rồi ai giúp chị làm mấy công việc đó, con chị giúp hả? Hay là chị phải tìm người làm? À, em làm sao cơ? Công việc mà quay lên Facebook rồi đó là tự chị làm hả? À, tự chị làm. Chị cứ... thấy các cháu nhất nó làm ấy thì bắt đầu là mình cũng học theo. Giỏi ha. Chị, rồi nếu mà một anh muốn làm quen với chị á, chị nghĩ anh ấy ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, hay là chị muốn giới hạn ở đâu đó thôi? Ở đâu cũng được em ạ. À. Ở đâu cũng được, miễn mang thành niềm vui hạnh phúc tới nhau cho nhau thì được phải không? Đúng rồi. Rồi chị coi cũng chương trình cũng khá nhiều, thế chị có để ý được anh nào không? Thật sự với Uyên Thịnh là chị có cái tính là kiểu ngượng đó, nên là cũng có thích đấy, nhưng mà chị cũng không dám. Mọi người thì cứ thấy cứ chat lên trên cái kênh của em, nhưng mà chị không dám. Ngại á, mắc cỡ hả? Chị ngần này tuổi rồi nhưng mà hay mắc cỡ đó. Yeah. Rồi
Con chị bao lâu mới về thăm chị một lần? Các cháu thì một cháu thì ở xa, cháu trai thì ở xa, nhưng mà còn cháu gái thì cũng lấy chồng ở Hà Nội thì cách khoảng tầm chục cây thôi. Nhưng mà các cháu giờ cũng làm ăn công việc ấy, cho nên là cũng ít đó. Gọi điện thì ngày nào cũng gọi cho mẹ, hỏi là mẹ có khỏe không, lúc nào chỉ sợ mẹ ở nhà buồn. Một ngày của chị bắt đầu như thế nào? Buổi sáng thức ra chị làm công việc gì? Chị thì sáng ngày ra thì chị uống các cái thực phẩm chức năng để gọi là giảm cân đấy. Đấy, đánh răng rửa mặt là uống xong bắt đầu là đi ra ngoài đường. Đấy, đi ra ngoài đường để ăn sáng. Ăn sáng xong bắt đầu là nếu mà chưa có việc thì lại vào ngồi uống một ly cà phê. Đấy, uống một ly cà phê, nếu mà có công có việc mà gọi thì đi, mà nếu không thì bạn bè gọi cho bắt đầu thì mình cũng đi. Sướng ha, không có còn con cái thì con cái có gia đình hết rồi, thoải mái rồi. Đúng rồi em ạ, bây giờ nói chung thoải mái là cái thời gian. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng rằng chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Chị chào khán giả giùm em ha. Rồi, ok chị, chào Liên Huỳnh, chào các khán giả trên cộng đồng mạng và ngoài nước. Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào. Phòng luật sư Pai Pai Empire xin kính chào quý vị. Khi mua bảo hiểm, quý vị nên mua thêm phần Uninsured Motorist UM. Khi bị tai nạn, nếu người đụng mình không có bảo hiểm hoặc bỏ chạy, quý vị có thể không được phần bồi thường cho thương tích cá nhân. Muốn thêm chi tiết xin gọi ngay cho Christine Long Pius. Tham khảo miễn phí số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Website luật sư tai nạn.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida.